Mình đi thì đi không có giá quá ít đâu, mình đứng ngoài giá gì thôi. Đại khái do mà con coi thôi. Coi cái lễ thanh minh của dân Tây Tôn. Lục Sơn là còn có 12, 14 cây gì tới Hà Tiên này. Đó là Hà Tiên. Tại vì nhà... Gác nó phải bỏ ngay được. Rồi mới đem về đó chôn. Ở vùng này người Hoa là gốc người Tèo. Ở miền Tây này người Tèo đông lắm. Tưởng giờ không vui chứ. Cái mã này xưa nè, cái này người ta mới làm lại nè. Chữ tàu luôn. Đây nè. Thì lên kinh nét đẹp quê hương đó là quay Tri Tôn nhiều lắm. Rồi chút trở lại. Cái mã nào thanh minh là mã nào người ta cũng ấy cái giấy giấy màu hết á. Người ta đốt giấy đàn vàng bạc. Có đô la Mỹ không? Dạ. Có đô la Mỹ không? Tiền Việt Nam không à? Vàng miếng. Đó, có vàng miếng luôn nha. Này là vàng miếng nè, miếng này chắc đô la. À, có đô la luôn nè bà con. À, bây giờ ông bà ở dưới cũng xài tiền đô la với vàng thôi, tiền Việt Nam mệnh giá nó lớn quá xài không đủ. Này gửi nha. Dạ.
Ở đây nguyên giấy mã làm giống nhau luôn. Ở chú Hoài. Dạ. Tới cái lễ trên Minh á, cái người ta để mấy cái giấy màu này ở trên cái mã à. Nó đó. Dạ. Cúng ở bên chùa cái ên dưới á chị. À ha. Tại cái chùa. Dạ khỏe. Bà Phương hả? Trời bịt kính hết đâu nhìn đâu có ra đâu à. Giỏi gì trời. Làm cho đỡ buồn thôi. Chứ già rồi ở nhà đâu có làm gì, đi ba cái chuyện đó vừa vui mà có lợi cho bà con nữa. Ừ. Bây giờ thì rau anh cho mỗi ngày luôn. Anh đi vòng nha. Má ngã người tiểu. Cái chỗ con bé nãy giờ hết biết nó đâu rồi, tính quay, tính nó sắp đồ xong rồi quay lại, quay cái chỗ tụi nó cúng rồi, giờ hết biết nó đâu rồi. Hình như đâu bên đây rồi. Mã này lọt xổm xuống dưới. Sơ sơ cho bà con coi thôi, giờ về quay ở nhà.